Kìa kìa, thằng kia vừa mua Vivo V23e, giá sốc lại trúng giải hổ vàng 6,8 triệu lần. Cướp thôi. Nhưng xong nó báo công an, truy nã tụi mình thì sao? Ngu, mình hóa trang thành con vật khác rồi mới cướp. A few moments later. Cướp đây, nộp hết tiền ra mau. Ơ, con chó chơi với con én nhiều quá nên đã bị lấy bệnh đần độn rồi à? Nó hóa trang thành én, con én hóa trang thành chó thì có khác gì đâu. Cuộc sống thật cô đơn, chỉ có may là không khinh thường tao thôi. Chị mà chíp chíp, con chó này, mày nói ai là đồ rẻ tiền? Con én đần độn này, con chim nó kêu chíp chíp là nó đang nói tiếng chim, chứ nó có nói từ chíp trong tiếng Anh có nghĩa là rẻ tiền đâu. Sao mọi người xem chùa nhiều thế? Đăng ký kênh ủng hộ mình đi mà. Đây là Nata, cậu ta có thể biến ra 6 cánh tay. Vừa hay lúc đó, Deadpool đi ngang qua. Thấy vậy, anh ta cũng muốn so tài. Và với khả năng phục hồi bá đạo của mình, Deadpool đã gắn thêm cho mình 4 cánh tay nữa để sở hữu 6 cánh tay giống như là Nata. Cô giáo hôm nay ra bài tập viết số thứ tư từ 1 đến 9 và ngược lại. Bùi xung phong lên bảng và viết thứ tư từ 1 đến 9 rất nhanh và chính xác. Giỏi, cùng một điểm cho Bùi nhé. Bây giờ thì viết ngược lại từ 9 đến 1. Đến lượt ai muốn có điểm cộng nào? Con, cô mời em tí đu. Thằng tí đu này, cô giáo yêu cầu viết ngược lại là viết từ 9 đến 1, chứ có phải là viết số ngược lại như thế này đâu. Nói không phải khen, chứ trong những thằng ngu thì mày là thằng ngu nhất. Do và vợ đang đi chụp ảnh kỷ niệm tại phố Phan Đình Phùng. Chụp đẹp cho vợ đấy. Nuột thật. Đâu, vợ xem. Ủa, thằng Do mày máu liều nhiều hơn máu não hay sao? Mà trong lúc chụp ảnh cho vợ lại đi chụp ảnh gái thế này. À, chỉ ra mày chọn cái chết. Chồng yêu, anh nếm thử bánh kem em làm đi. Ngon, ngon lắm. Ước mơ của em là trở thành một đầu bếp bánh ngọt giỏi giang. Mị đẻ, cố gắng sức làm việc thật đấy. Công ty cử cô đi Pháp đào tạo 2 tuần đấy. Thật à? Đúng thế. Chồng à, em phải đi Pháp đấy. Anh muốn quà gì không? Một cô gái người Pháp. Ý anh ấy là sao? A few moments later. Trên đường cẩn thận nhá. Em biết rồi. Thế là Mỹ đè bay sang Pháp để học khóa làm bánh nâng cao. Sau 2 tuần chăm chỉ học hỏi, cô ấy đã hoàn thành tốt khóa đào tạo học làm bánh này. Sau đó, cô ấy bắt máy bay trở về nước. Chúc mừng vợ yêu đã học hành thành đạt trở về. Mệt lắm nhỉ, uống nước đi. Quà của anh đâu? Chồng à, em phải đi Pháp đây. Anh muốn quà gì không? Một cô gái người Pháp. Em đã cố gắng hết sức rồi. Có điều là trai hay gái phải đợi mấy tháng nữa mới biết được. Ô, đừng bảo là cô sang Pháp ngoài tình với một chàng trai người Pháp anh em. Xong rồi. Sao em? Lừa rồi. Nhấn đăng ký và bật chuông, bình luận, chia sẻ, like luôn đi.